Chúng ta tiếp tục quay trở lại sân B của giải đấu 22 Môn Sơn mở rộng nam nữ. Trận đấu thứ 3 giữa vợ chồng Huy Hoàng gặp đối bàn Văn Thời. Tỷ số là 1-1 sau pha phạt bóng không qua của Huy Hoàng. Đội điểm cứ đợi áo đỏ 2-1. Bỏ bóng rất khéo, điểm cho đội áo đỏ 3-1. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho đội áo đỏ 4-1. Bỏ bóng rất tốt, đội điểm cho đội áo xanh 2-4. Bỏ bóng tốt, đội điểm cho đội áo đỏ 5-2. Bỏ bóng chơi chỉ đo, điểm cho đội áo xanh 3-5. Phát bóng vừa qua, đội điểm cho đội áo đỏ 6-3. Là phát bóng qua, đội điểm 4-6. Đỡ bóng hôm qua, điểm 5-6. Điểm cho đội áo xanh 6-0. Bỏ bóng ra ngoài, điểm cho đội áo xanh 7-6. Áo đỏ cố lên. Phát bóng rất căng, điểm cho đội áo xanh 8-6. Giờ đội áo xanh phát bóng. Đội chỉ đợi áo đỏ, đội điểm chỉ đợi áo đỏ 7-8. Phát
bóng cũng qua, đổi điểm cho đội áo xanh 9 bài. Quả bóng rất tốt, điểm cho đội áo đỏ 8-9. Điểm bóng. Bây giờ điểm số đang dâng về 2-9 đều. Đánh bóng ra ngoài, điểm 10-9. Quả bóng rất tốt, điểm 10 đều. Quả bóng rất dẻo, điểm cho đội áo đỏ 1-0. Bảo bóng tốt, đổi điểm cái đội áo xanh 1-0. Đất bóng rất đẹp, điểm đổi cái đội áo đỏ 1-2-1. Đập bóng rất tốt, điểm 13-11. Quả bóng rất tốt, điểm cái đội áo đỏ 14-11. Đỡ bóng ra ngoài, điểm cái đội áo đỏ 15-11. Quả bóng rất khéo, đổi điểm cho đội áo xanh 12-15. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điểm rồi cho đội áo đỏ 16-12. Lại phát bóng qua đội điểm cho đội áo xanh 13-16. Quả bóng rất dẻo, điểm rồi cho đội áo đỏ 17-13. Đội bóng hôm qua điểm 18-13. Đội bóng ra ngoài điểm cho đội áo đỏ 19-13. Đập bóng hôm qua điểm cho đội áo đỏ 20-13. Đỡ bóng ra ngoài điểm cho đội áo đỏ 21-13. Tỷ số bây giờ đội áo đỏ dẫn 21-14, đổi điểm cho đội áo xanh 14-21. Vì đi tỷ này giờ đội áo xanh phát bóng. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho đội áo xanh 25-21. Đỡ bóng hôm qua đổi điểm rất đổi áo đỏ 22-15. Áo đỏ cố lên. Để bóng chơi tự do, điểm cho đội áo đỏ 23-15. Bên này thẳng à? Đang hợp đôi bóng lên thầy. Đang hợp đôi gọi tên đi chi Đức Phượng đến chị. À, có lẽ áo trắng rồi đó. Ở đây, áo trắng rồi. Ngồi đâu đây. Người cao, người cao. Đập bóng rất tốt. Đổi điểm cho đội áo xanh 16-23. Đang cá nhè rồi. Cá nhè. Đang giá cá nhút bảng rồi. Đây. Ê, mang bán đây.
bảng này, bảng giá anh có cần nhìn đối tụt như này nữa chứ. Mố bảng ta đấy, bảng hai đôi đi, vì hai đôi ta. Đôi ta đôi cặp đâu đó. Điểm cho đội áo đỏ. Nhất bảng này sau là gặp Nhi bảng đấy à? 16. Nhất bảng đi gặp Nhi bảng đấy, Nhi bảng đấy có lẽ nó biết đứng mà đội bảng đấy phục với vướng đánh chiếu bị đá thẳng mà. Nhất á gặp Nhi bế. À, Nhất á gặp Nhi xế 4 bảng. À, Nhất á gặp Nhi bế. Trời ơi. Trần thứ nhất đổi áo đỏ giận như mới hãy trần đi 16 chín hai xẹt à Nhật Á gặp Nhi bé không tám á vũ bạn kết gặp nghĩ là gặp đôi lính Hoàng Lý Tuấn hoặc thằng Công An nữa chia đánh cho tốt nha và trực tiếp nhiều người hỏi chi lắm ạ. Bóng nó hay có bóng nó hay đấy. Đi vô đó. Có một con bóng nó hay. Chơi bên là cao hơn. Màu xanh tự đi. Chơi đi nặng để chiêu lên rạo này nhưng mà đánh hay thịnh thần đi đánh hay hơn thần bên tay đó mà ta thần bên tay hơn brao nhìn đây thần trần đi như chiếc bàn Tuấn Thọ Sơn. Hả? Biết được làm ơi Thọ Sơn. Thọ Sơn mà học Tây Sơn. Năm ba Tây Sơn. Xem. Xem. Ông bị thiên cấp đó. Nước điểm cho Hoàng Nguyên 5-2
Điểm cho Hoàng Nguyên, 6-2. Đội xanh cầu lên. Bắt bóng tốt. 7-2. Tạp đi hô cầu lên. Điểm cho Hạt Tiêu 3-7. Tốt. 8-3 cho Hoàng Huyền. Hạt Tiêu phất lên. Cố lên. Cảm thấy đói thì lấy bút chấm xíp. Tốt. 12 phút. Hạt Tiêu có vẻ đắt đói, không có chút tình ngủ. Cố lên. Mẹ đây. Cố lên, chúng giải kiếm rất sáng về đây. Thưa quý vị. Tốt. Khởi đầu ấy, đưa bắt lâu anh cắt chắc. 4. Lượt lên. Đổi điểm Hạt Tiêu. 5-3. Điện. Bửa cây. Có nguyên. Ngon. Cảm biến luôn. Vâng, rất rất căng. Không ngoài, trực tiếp, Hạt Tiêu. 14-5. Bộ bóng đi của Hạt Tiêu. Chạm tay rồi. Vâng, tay lấy giờ rồi. Chua quen rồi. Vâng, lỗi của Chị Huyền. 6-14. Hạt Tiêu. Hạt Tiêu 7-4.
tới lên đoàn đấy mà cái đông đấy. Tới lên đoàn khỏi. Đây. Bảy ngon bảy. Vâng, chân điểm của HPU 84. Vâng, HPU là sáng anh điểm số cố lên. Tại đâu mới khả năng lắm vừa. Nắm học quạt. Phòng máu. Tập. Mãi 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 mãi
điểm cho Hoàng Nguyên. Này nhặt đi, thế đồng luôn. Phục với Hải chứ. Quan trọng là con ông đi cầu cái con đánh cái Phục này nè. Ta đánh ngón đấy, ta cần cái Phục. Quan có tai hay không nữa nè. Đây, đây mò hôi nữa đấy. À, đứng đi chị về tế đây. Mình lấy Huyên đã ghe 14, 24.